Không, không thể như thế được. Tôi yêu cầu. Hello, chị Kim Bơi, mến chào tất cả các em. Các em ơi, ngày hôm nay chị Kim Bơi sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện về chiếc gương thần nha. Đây không phải là câu chuyện về Bạch Tuyết và bảy chú lùn đâu, mà cái gương thần này là một câu chuyện khác nữa. Ok, vì chúng ta hãy bắt đầu nghe nha. Ngày xưa, ở một vương quốc xinh đẹp có tên là Granada, ở phiên chợ sầm uất có những lời bàn tán xôn xao. Trời ơi, thật là buồn quá. Một người đàn ông đẹp trai như thế, nhưng trên tay lại không có chiếc nhẫn cưới. Đúng vậy, chẳng lẽ phụ nữ ở vương quốc Granada không xinh đẹp sao chứ? Nói cho tôi biết đi, chẳng lẽ ngài ấy muốn cô đơn suốt đời à? Không, đừng nói vậy mà. Ngài ấy xứng đáng có một người vợ và chúng ta sẽ có một vị hoàng hậu. Đúng rồi, chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài ấy tìm được một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng. Đúng rồi, đức vua của chúng ta là một người nhân hậu. Tôi chắc chắn rằng ngài ấy đang chờ đợi một người phụ nữ giống như vậy. Nhưng ai sẽ là người phụ nữ ấy chứ? Đó là câu hỏi khiến mọi thần dân của vương quốc Granada lo lắng. Thưa đức vua, người phụ nữ nào sẽ được ngài chọn là người phụ nữ may mắn nhất? Ta không muốn chọn người phụ nữ may mắn. Người mà ta cưới làm vợ sẽ trở thành hoàng hậu của cả một đất nước. Cô ấy phải có một đức tính kiên trì. Cô ấy phải có đầy đủ tình thương cho bản thân mình và tất cả người dân ở vương quốc này. Cô ấy phải có tính khoan dung và tốt bụng. Nhưng đức vua, làm thế nào để nhận biết được người phụ nữ có tất cả những đức tính đó chứ? Hay, đó là vấn đề ta không có câu trả lời. Nhưng ta chỉ sẽ cưới người phụ nữ có trái tim trong sáng. Thì lấy đèn pin rọi vào thì cũng sáng mà thưa ngài. Không, ngươi thật là điên rồ. Ý ta là trái tim lương thiện đó. Thần hiểu rồi. Nhưng chúng ta phải làm sao đây? Trừ khi có một phép màu giúp chúng ta. Vua đã băn khoăn suốt đêm và cuối cùng ngài ấy cũng nghĩ ra một cách. Sáng hôm sau, đức vua cho mời người thợ cắt tóc tên là Amico đến và dặn bảo: Thưa đức vua cho mời thần ạ. Amico, ta có việc muốn nhờ ngươi. Wow, tiệm cắt tóc hôm nay thật là náo nhiệt. Có nhiều người quá đi, tóc ta cũng đã dài quá rồi nè. Ngươi cắt lại lẹ và cắt tóc của ta nghe chưa? Dạ, thưa quý bà, tôi phải cắt tóc người ta cẩn thận chứ không cắt nhanh được ạ. À, người lắm lời thật. À, mà Amico, người nói cho ta nghe đi. Một đất nước mà không có hoàng hậu thì sẽ như thế nào chứ? Tại sao quý bà lại hỏi thế ạ? À? Tại sao không chứ? Đức vua của chúng ta vẫn chưa muốn chọn hoàng hậu. Đã chờ lâu lắm rồi. Dạ thưa quý bà, tôi cũng không biết. Chẳng lẽ bắt tôi chọn vợ cho đức vua à? Tôi sẽ gặp rắc rối to. Ý của anh là sao Amico? Ý của anh là sao Amico? Sau bao nhiêu năm chờ đợi thì đức vua cuối cùng cũng quyết định dùng đến tấm gương thần. Hả? Tấm gương thần? Tấm gương thần là cái gì vậy? Tôi có một tấm gương thần. Tôi vô tình nhặt được nó ở một hang động cách đây vài năm. Không ai biết đến nó cả, trừ tôi và đức vua. Ngài muốn tôi dùng nó để tìm cô dâu hoàn hảo. Trời ơi, thật vậy không? Nó có thể chỉ ra ai là người vợ tương lai của đức vua ngay bây giờ không? Trời ơi, tấm gương thần à, nó có thể cho chúng ta biết tương lai không vậy? Không không, các quý bà đã đoán sai hết rồi. Nó không vận hành như vậy. Nó sẽ chỉ ra tính tình thật sự của những ai nhìn thẳng vào tấm gương. Nếu bạn không có một trái tim trong sáng, thì khi nhìn vào tấm gương này, trên mặt của bạn sẽ xuất hiện những chấm đen, sẽ nổi lởm chởm ở trên mặt, làm cho gương mặt của bạn trở nên xấu xí. Nhưng nếu bạn có một trái tim trong sáng và nhân hậu, thì khi nhìn vào gương, gương mặt của bạn
sẽ không hề hấn gì cả. Là như thế đó, ai nhìn vào gương mà không nổi chấm đen trên mặt thì đức vua sẽ cưới người ấy làm vợ. Trời đất ơi, trên mặt của ta có một chấm sẵn rồi nè, ta mà nhìn vào nữa chắc chắn sẽ trở thành xấu xí quá. Nhưng vậy thì chỉ có những người phụ nữ có học thức cao và giàu có mới có thể tham gia phải không? Dạ không thưa quý bà, ai cũng có thể tham gia ạ. À, quên, người tham gia phải là phụ nữ và phải nhìn thẳng vào gương. Vậy thôi ạ. Tin tức này lan tỏa nhanh như gió, ai ai trong vương quốc cũng biết nhưng không ai dám nhìn vào gương. Những người phụ nữ ở trong vương quốc này tóc ngày càng dài, nhưng họ không dám đi đến tiệm cắt tóc nơi mà chiếc gương đang có mặt ở đó. Những người cha mẹ trong vương quốc này cũng không được vui cho lắm. Fiona, con gái của mẹ, tại sao con không thử tham gia? Nhỡ đâu con được làm hoàng hậu thì sao? Chi? Trên gương mặt con nổi đầy những chấm đen xấu xí à? À, vậy thì con không có trái tim trong sáng à? Đúng rồi. Ý của con là con không thích đâu, con cũng chẳng muốn lập gia đình đâu, con sẽ sống với mẹ suốt đời. Và thế là chẳng ai vào tiệm cắt tóc, nên giờ Amigo chỉ cắt tóc cho nam giới. Hay, thật là tệ hại mà, những đức tính này lại khó tìm đến vậy sao? Chẳng lẽ ta sẽ không bao giờ tìm được cô dâu của mình à? Dạ, thưa đức vua, thần biết có một người phụ nữ mà cô ấy sẽ không ngần ngại nhìn vào gương đâu ạ. Nhưng cô ấy... Ái, người nói cho ta biết đi, nhanh lên. Dạ, thưa ngài, cô gái ấy là một cô gái chăn cừu ạ. Hả? Amigo, người mất trí rồi à? Cô gái chăn cừu thì làm sao có thể trở thành hoàng hậu của vương quốc Granada được chứ? Nếu cô ấy có những đức tính phù hợp thì cô ấy có thể là hoàng hậu của vương quốc Granada. Các ngươi nên nhớ, những thủ lĩnh thật sự thường có xuất thân bình thường. Amigo, ngươi hãy mau đi tìm và mang cô ấy đến đây cho ta. Dạ, tuân lệnh đức vua ạ. Ngày mà cô gái chăn cừu được đưa đến cung điện, tất cả người dân ở Granada ai cũng đến xem. Ai cũng tò mò và không thể tin nổi một cô gái chăn cừu lại được vào cung điện. Cô gái chăn cừu bước vào trong nỗi sợ hãi vì có nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn vào cô ấy, cũng như những lời bàn tán xôn xao. Trời ơi, sao lại có nhiều người nhìn mình như thế này chứ? Không biết hôm nay mình ăn mặc có quá lố hay không nữa. Amigo nói là vào cung phải ăn mặc đàng hoàng, cho nên anh ấy đi tìm bộ đồ này cho mình mượn. Đẹp quá nhưng mà... Trời ơi, ngại quá. Nói cho tôi biết nào. Cô gái xinh đẹp, cô không sợ khi phải nhìn vào tấm gương thần à? Nếu trong quá khứ cô đã phạm phải lỗi lầm, thì cô sẽ không có trái tim trong sáng. Và nếu như vậy, cô có biết là nó có thể làm cho gương mặt của mình xuất hiện những đốm đen xấu xí và cô sẽ trở thành một cô gái xấu xí hay không? Đúng vậy đó, nghèo mà còn xấu nữa là chết luôn. Dạ, thưa đức vua, là con người thì ai không phạm lỗi? Tôi cũng đã từng phạm lỗi, nhưng quan trọng là chúng ta biết sửa lỗi và luôn luôn học hỏi để trở thành một con người tốt hơn. Tôi không thấy xấu hổ vì những khuyết điểm của mình. Tôi chấp nhận chúng và tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ thì tôi có thể nhìn vào tấm gương thần chưa ạ? Được lắm, cô hãy tự nhiên đi. Dạ, thưa đức vua. Wow, tấm gương thần đây sao? Nó thật là đẹp quá. Wow, tấm gương thần đây sao? Nó thật là đẹp quá. Cô gái chăn cừu nhìn vào trong gương, mọi người xung quanh không khỏi chớp mắt. Trong gương là một cô gái xinh đẹp, có gương mặt hiền hòa, chẳng có một chấm đen nào xuất hiện. Vương quốc Granada đã tìm ra được hoàng hậu.
Yeah, mừng quá đi, cuối cùng thì vương quốc Granada cũng đã có hoàng hậu rồi. Thật là vui quá đi. Không, không thể như thế được. Tôi yêu cầu được xem tấm gương này. Tôi chắc chắn rằng tấm gương này chẳng có cái gì thần kỳ cả. Tất cả chỉ là một trò lừa. Ta đã cho tất cả mọi người một cơ hội công bằng để nhìn vào tấm gương. Nhưng các người không dám. Tấm gương có phép thuật hay không cũng không thành vấn đề. Người đã không nhìn mà còn phàn nàn à? Dạ thưa đức vua, thần thay thế con gái xin lỗi đức vua ạ. À, hoàng hậu nói quả đúng không sai, ai cũng có lỗi, nhưng quan trọng là chúng ta phải biết chấp nhận mình sai và sửa lỗi. Có như vậy trái tim của chúng ta mới được trong sáng, và trái tim của hoàng hậu là trái tim trong sáng nhất ạ. À, vương quốc Granada thật vinh dự khi có một người hoàng hậu như vậy ạ. À, và thế là lễ cưới được diễn ra. Tên 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 Và thế là lễ cưới được diễn ra trong không khí vui mừng của tất cả các thần dân trong vương quốc Granada. Và cũng không ai biết được sự thật về tấm gương ấy, có thật sự có phép thuật hay không. Nhưng phép thuật tuyệt vời nhất là phép thuật nằm trong trái tim của chúng ta đó các em. Chị Kimber hy vọng là các em thích phim hoạt hình này nha. Nếu mà các em muốn xem thêm những phim hoạt hình như thế này nữa thì đừng quên nói ở dưới bình luận cho chị Kimber biết. Và đừng quên cho video này một like thật to nha. Yêu các em rất là nhiều. Bye bye.